Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại huyện Hải Hậu. Và ngày hôm nay thì là một cái chương trình là khai mạc trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ 30 tháng 4 Hải Hậu, Nam Định. Chủ đề kết nối đam mê cùng nhau phát triển. Một cái phòng sự kiện rất là lớn và rất nhiều những cái lãng hoa của ban tổ chức. Tôi về đây với một cái tinh thần rất là hứng khởi, cảm nhận đây là một cái triển lãm rất là đặc sắc và có nhiều dấu ấn với những cái tác phẩm rất là đẹp. Tác phẩm mẫu từ của Trường Đỗ. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng lãm cái không gian tổng quan của cái triển lãm này. Một cái cuộc triển lãm diễn ra đồng thời với lại cái kỷ niệm buổi lễ trọng đại giải phóng Việt Nam 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Một không gian trưng bày rất là rộng với lại số lượng tác phẩm rất nhiều. Tôi về đây thì nó cũng đang vào cái thời điểm xế chiều, và vì thế mà cái ánh sáng để ghi hình nó không được đẹp lắm. Và chúng ta cùng lướt qua để xem những cái tác phẩm đặc sắc trong cái cuộc triển lãm lần này. Bao gồm những cái tác phẩm nào nhé. Ở đây thì tôi quan sát thấy là có bộ 3 cái tác phẩm của vùng Vịnh Cám Cò. Ba tác phẩm này thì cũng từ triển lãm Ninh Bình về đây. Đó là về quê hương. Cứ vậy là trong cả đó cứ cả phù xì bao nhiêu đi. Từ cái điều với bố mà đánh đúng vào đỏ tầng thì muốn đọc kinh trời. Được đặt rất là trang trọng tại triển lãm. Có lẽ về ba tác phẩm này thì tôi đã ghi hình khá là kỹ rồi, nên là sẽ quay lướt qua nha. Về giá trị thì ở video lần trước tôi cũng đã nói rất là kỹ về cái việc là thông tin định giá về ba cái tác phẩm này cũng rất là lớn. Ngày hôm nay thì không nói về vấn đề giá nữa, mà sẽ ghi hình lướt qua cái vị trí của tác phẩm tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Hải Hậu. Khu vực trưng bày tại nhà văn hóa huyện Hải Hậu. Các tác phẩm được những người dân Hải Hậu quan tâm rất là lớn. Tác phẩm này cũng có tên là Đĩa Bay của anh Nguyễn Tiến Cường. Đĩa Bay thì có khá là nhiều tên, nhiều người đặt tên là Đĩa Bay. Cái xanh ống đá, quý vị quan sát tổng thể này. Đúng là bây giờ nó hơi tối rồi, nhưng mà quay được chi tiết thì nó hơi khó. Nhưng mà cái không gian trưng bày đây thì rất là đẹp, sạch sẽ, khang trang, lịch sự, chuyên nghiệp.
những cái tác phẩm của anh Huê. Một cây trực ở đây cũng bắt đầu là đắp xi măng này, tạo nu này, tháp liên hoa đồng đỏ. Một cái chương trình rất là ý nghĩa mà đất nước đang rất là hồ hởi trong một cái không khí đón chào một cái lễ kỷ niệm rất đặc biệt. Ở đây nó có một cái xi rất là đẹp. Tôi sẽ chạy qua đây để chia sẻ cho cả nhà này cùng chiêm ngưỡng. Không gian trưng bày rất là sạch sẽ, cái nền sân trải áp phan rất đẹp, phẳng, mịn. Đây có một cái cây si mà lâu lắm thì ngày hôm nay tôi mới lại được xem lại. Thiên ý quân vương Trường Đỗ Hải Hậu. Về cái tên thì tôi không bàn đến. Và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng. Kể ra thì Trường Đỗ nên cắt cho nó gọn gàng sạch sẽ thì khi mang đi triển lãm thì hay hơn. Không nên để nó rậm rạp như thế này thì nó mất thần thái của cái cây si này đi. Đây là một cây si rất là đẹp, rất là quý. Nhưng mà để như thế này thì thật sự là khó nhìn lắm. Vì bản chất thì cây nó đang chưa hoàn thiện bông và đang nuôi còn nhiều chi tiết biểu diễn. Nhưng mà cái quá trình mà nó hoàn thiện thì mình nên cắt sửa để cho mọi người ngắm được cái thân pháp và bệ cốt thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Như này đúng là khó. Tôi rất thích ngắm cái cây này. Nhưng mà bạn ấy để bông hơi rối, hơi đầy, hơi dày và không sạch sẽ gọn gàng như vậy. Cây này nó cao tương đối. Nó là một cái cây cỡ đại, trồng trong một cái chậu khá là to. Cây xì này thì tôi cũng có cơ duyên đi cùng với lại Quốc Anh, một số anh em Hải Hậu về đây để ngắm rồi, về vườn của Trường Đỗ ngắm rồi. Cũng đã đặt vấn đề về giá cả. Lúc đấy thì cái cây này nó cũng mới xử lý rồi, nó cũng còn khá là thô. Nhưng bây giờ các tay chỉ cành nó cũng rất là to, phát triển rất là tốt, rất là mập, tỷ lệ khá là ok. Đấy, quý vị thì cho ý kiến về cái tác phẩm này nha, xem là tương lai nó như thế nào nha. Một cái cây si rất là kỳ dị luôn, cái đường nét nhìn rất là kinh khủng, phải nói là hiếm có khó tìm đấy. Cây này sau tương lai rất là tương lai. Và ngay từ lần đầu tiên ngắm cái tác phẩm này tôi đánh giá rất là cao. Chỉ có tiếc là ngày hôm nay thì nó không được cắt gọn gàng sạch sẽ để cho mọi người ngắm thôi. Và nếu mà quý vị được ngắm cái cây này thì sẽ rất là đã mắt. Hơi tiếc một chút. Rồi chúng ta sẽ lướt qua một cái số cái tác phẩm khác. Hải Hậu thì cũng có cái truyền thống chơi cây rất là lâu đời. Nếu mà nói về cái sức ảnh hưởng thì Hải Hậu thì sau cái vùng điểm xá Nam Trực thôi. Hải Hậu là một huyện, còn Nam Trực thì nó là một cái làng nghề truyền thống. Huyện chơi theo thôi.
Nhưng mà sau này thì Hải Hậu lại phát triển với những cái giá trị, tôi có cảm giác như là đang dần dần là đi vào cái chất lượng hơn. Cây hay quá này, cốt rất rất là già. Câu lạc bộ Nguyễn Thức Hải Phượng, cốt này nó chai quá, rất là già, rất là khô. Cái này có thể nuôi hoàn toàn, phát triển rất tốt, nó tạo ra một cây có thần thái. Một cái cây xanh cổ, nó rất giống với lại cái cây phụ tử liên chi. Già nhá, già tem cũng không kém luôn, bệ cũng chảy cũng tương đối đấy. 10-17 luôn, thân cũng khô đấy. Cũng là trực liên chi. Thể cái không gian, ôi nhà văn hóa nó gắn liền với lại cái bảo tàng nên là cái không gian trưng bày rất là đẹp luôn. Phải nói là một cuộc triển lãm Hải Hậu tuyệt vời. Bên này là những cái cây tầm trung và bên kia là những cây mini. Nếu có thời gian thì tôi sẽ ghi hình chi tiết hơn, tuy nhiên là về đấy nó hơi muộn, bây giờ thì quay nó bị tối màu. Và một số kênh YouTube thì cũng đã ghi hình rồi. Nói về Hải Hậu thì chia sẻ một chút hình ảnh cái cuộc triển lãm rất là trang trọng, rất là tuyệt vời này. Những tác phẩm rất là chất lượng này. Vai trò của sinh vật cảnh trong đời sống người dân đã có một vị thế rất là quan trọng. Tất cả những ngày lễ lớn của đất nước thì nếu mà có được cái cuộc triển lãm để một cái sân chơi cho người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc thì rất là tuyệt vời. Một cái tác phẩm rất là đẹp. Nhà vườn Hải Yến, Thịnh Long, Hải Hậu. Bên này nó có một cái tác phẩm rất là đẹp, cũng nhìn rất là thần thái. Mời cả nhà cùng ngắm xem. Nhà cho ý kiến về tác phẩm này nhé. Đẹp chưa? Rất thần thái. Cây thì nó chưa phải là quá nhiều tuổi nhưng mà về mặt cốt cách thần thái rất là ok. Hàng chính của thảm đỏ này. Và cả nhà ngắm mộc thạch, liên chi, giòn lê mai. Cái tác phẩm này của anh của Tú Nguyễn. Cái tam đa này là trước giao lưu vườn Nhật Cường của Loa. Cái
cái tinh túy của hải hậu đã mang lên đây. Tất nhiên là tôi quan sát đây thì còn thiếu một vài cái tác phẩm rất là nổi tiếng, không biết là có ở đây không, tôi chưa xem hết. Vì trong đó nó có cái tác phẩm rất là nổi tiếng, Vinh Quy Bái Tổ, Vĩnh Mạnh Nhà Cổ. Đây có một số tác phẩm của anh Huê, Hai Cây Long, Đứng Cửa. Đây là toàn cảnh cái khu vực triển lãm huyện Hải Hậu. Tôi nhân tiện về đây thì chia sẻ quý vị các bạn một chút. Quý vị anh em sắp xếp thời gian về đây qua đây ngắm tác phẩm Bạch Tuộc của bạn Phan Trung, một trong những cái nhà vườn mới nổi, mới ra mắt của huyện Hải Hậu. Tác phẩm rất là chất lượng. Đây quý vị thấy không, không gian trưng bày rất đẹp, sạch sẽ, khang trang, lịch sự, sang trọng, chuyên nghiệp. Hải Hậu phát triển rất là mạnh mẽ. Chia sẻ quý vị các bạn một chút cái không gian cuộc triển lãm Hải Hậu nha. Kính mời quý vị các bạn về đây tham quan thưởng lãm. Chúc quý vị vui vẻ, có một cái kỳ nghỉ lễ thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới. Bye bye.